Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình iRob nhận 10 tóc cần Coco từ sáng Coco Bass nha bạn. Và chương trình iRob này bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 các bạn. Còn mười mấy ngày nữa các bạn làm đó các bạn. Nay 13 còn 17 ngày nữa các bạn làm các bạn. Thì chương trình iGroup này mình sẽ nhận được 10.000 Coco trị giá của khoảng là 12 đô. Nếu mình nhớ không lầm thì tập cần Coco này đã list trên sàn Binance nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới cái video của mình, các bạn mở cái link form này các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group và follow kênh seller cho nhiệm vụ đầu tiên này các bạn. Kênh group thì bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Tiếp tục thì bạn join vào nhóm chat rồi bạn bắt đáp lại mà follow tiếp rồi bạn follow tiếp kênh seller rồi các bạn join vào kênh seller nó xong thì bạn cũng tiếp tục bắt đáp lại người ta các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nó nè các bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi rồi bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái tag này các bạn. Dán từ đây đây các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn follow Twitter và tăng tên nó và tăng hai người bạn vào các bạn. Rồi trên Twitter thì các bạn like nè các bạn trích dẫn với tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag hồi nãy các bạn đã copy vào nữa các bạn. Rồi các bạn bỏ cái này đi các bạn. Các bạn bình luận cho một dự án good ai góp các bạn. Rồi các bạn tăng 2-3 người bạn của mình vào các bạn. Cộng Minh à, cộng Buku à, cộng lấy du 3 người bạn đi các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Các bạn chờ nó ra từ quyết, sau khi từ quyết xong thì các bạn mới đắp lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở từ quyết tơ của mình ra các bạn. Tất cả các bạn nhấp vào 3 chỗ bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài từ quyết này nè các bạn. Bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Các bạn lưu ý nha bạn. Các bạn khi làm dán các bạn đừng chọn qua tiếng Việt thì mình nha các bạn. Các bạn chọn qua tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn dùng đầu thì bạn nhận chat nha bạn. Các bạn đã join và follow rồi bạn muốn chat nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng copy hashtag này nè bạn. Và follow ta hai người bạn và tweet. Sao hai hashtag giống nhau ta? Rồi thì cái bài tweet này thì các bạn cũng like nè các bạn. Các bạn cũng trích dẫn cái tweet lên các bạn. Rồi các bạn dán cái hashtag hồi nãy các bạn cũng copy vào như các bạn. Cũng như tweet bài đầu tiên các bạn dán hashtag vào nè. Ôi trời mình đã copy lộn các bạn. Rồi nha các bạn cũng like chích dẫn tweet lại nè. Copy hashtag lại nè. Rồi các bạn cũng tăng 2-3 người bạn như bài đầu tiên các bạn. Cộng Minh cộng Goku cộng Lê Du. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Sau khi tweet thì các bạn cũng chích cho bắt đáp lên các bạn. Các bạn mở Twitter mình ra lại các bạn. Đâu rồi tại bạn mở Twitter ra lại nè. Rồi các bạn bấm vào mục bao các bạn trận cùng giống vào hồ sơ nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chia sẻ lại cái bài tự viết nữa các bạn.
Rồi bạn xem chép liên kết nè, rồi bạn mới đắp lên nè. Đi hai bài khác nhau các bạn. Rồi các bạn gỡ đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha. Thì các bạn vào setting. Còn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào qua bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào setting nè. Thì các bạn sẽ thấy được username của mình là @anh1133 nha các bạn. Rồi các bạn copy username bằng dán vô đây nè. Đây cũng chính là cái mã giới thiệu của mình luôn đó các bạn. @anh1133 nè. Tiếp tục thì username tại Twitter các bạn, @memo của anh. Các bạn mở tại Twitter mình ra thì sẽ thấy được username tất cả các bạn. Nhớ có cộng các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ PMB Smart Chain Bet20 nha bạn, hoặc là trên MetaMask cũng được đó bạn. Làm video này quá dài dòng rồi các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain PMB mình nè, các bạn sao chép nè các bạn. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Rồi bạn dán vô đây nha bạn. Rồi cái máy giới thiệu này thì mình đã có dán cái phần giới thiệu của mình rồi, bạn đi yên các bạn, bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này, góp nhận 10 token của cô đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.